Vâng, em chào các bác. Đây là một bông châu Như F2. Bông bói này. Cánh bay tốc váy luôn. Thì em nói hẳn với các bác là ở đây á thì nhiều người bán cây thì nói cây châu Như thôi. Thực sự ra cây châu Như á, chỉ là cây của nhà bà Lý Lai á thì mới là cây chuẩn. Đây, như là cây này là cây chuẩn này. Những cây này là những bông cây rất được lựa chọn. Người ta bộ la thế nào thì em không rõ. Người ta nói thì bộ cẩm bũ cơ người ta không ai nói cho mình biết đâu. Thì người ta nói như kiểu ví dụ là cái đại thảo lai, cái di linh là cây châu Như. Chúng ta sẽ biết như vậy, nhưng thực sự họ làm cái gì ấy, thì cũng thể thiên hạ nhiều người làm lắm rồi, nhưng mà cũng không thể nào ra được cây châu Như bông đẹp như vậy được. Cây những cây như thế này ra bông mặt bông rất đẹp. Thì hôm nay em cũng có chia sẻ với mọi người là em có bán cây châu Như giống này. Đây, cái rất đẹp, trọng một cây rất là nhiều đấy. Ai nhu cầu liên hệ em nhé, giá lẻ là 200 ngàn một cây nhé. Mua 5 cây ở đây bao xịp, một số lượng lớn thì em sẽ nhà vườn hay em sẽ tính giá lại, giá xỉ cho mọi người. Giá lẻ là 200 ngàn một cây, mua 5 cây trở lên bao xỉ. Cây bông ra sổ ra rất đẹp. Những cây này những là một cây lựa chọn. Bao bẹt cho các bác, không bẹt thì cũng tím viền, cánh rất mê ly luôn các bác. Đây, rất nhiều cây. Các bác xem mà có gì là liên hệ em nhé, em có để số điện thoại phía dưới á. Những cây chung như rất đẹp. Cây này về các bác thể ra chỗ mới được rồi. Cây này tất nù luôn các bác. Này, to mập này, thân lá nhìn rất là ok luôn, so sánh ngón tay em nha. Bắt đầu có nhu cầu liên hệ em nhé. Và em xin kết thúc video đây.